Xin chào tất cả các anh chị. Tâm đến từ công ty Balance. Công ty Balance của Tâm chuyên về tư vấn chiến lược, tư vấn triển khai Balance Scorecard KPI, tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Trong tháng 7 và tháng 9 vừa qua, Balance có tổ chức khóa học mini MBA Balance Scorecard cho hơn 200 anh chị giám đốc nhân sự, chủ quản nhân sự của các công ty tới tham dự. Một số hình ảnh các anh chị có thể xem về khóa học mà Balance tổ chức vừa qua. Thì trong tháng 10, tháng 11 này, Balance có chương trình ưu đãi doanh nghiệp xây dựng hệ thống e-learning theo từng đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp. Và đặc biệt là hệ thống e-learning này sẽ kết hợp với đánh giá năng lực. Có như vậy thì cái việc mà mình đào tạo tại doanh nghiệp cũng như đào tạo e-learning nó sẽ hiệu quả hơn. Các anh chị có nhu cầu xin liên hệ với số hotline của bên Balance để Balance phục vụ. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các anh chị ở khóa học khác.